theo rồi, trời ơi, đàn lợn nhà tôi đây các bác ạ, nhờ có ăn cái này đây này, nhờ có sản phẩm này đây này mà chúng béo đẹp này, săn chắc nở mông này, mà lại còn nhanh nhất 4 tháng tôi đã xuất được chuồng rồi. Lợn nhà hàng xóm ấy kìa, cùng bắt một lứa nhá, nhưng mà có bao giờ được bằng như này đâu, nhìn như này chỉ có phát tem thôi. Nói thật với các bác nhá, trước đây á, em nuôi lợn đã cả 5 lỗ, 8 thì đắt, con giống cũng đắt, giá bán lại còn rẻ nữa, nhiều lúc nản. Thế xong thì xem trên TV ý, nghệ sĩ Quang Tèo giới thiệu thì mới biết đến cái dòng mà Godking USA này, tăng trưởng tiêu chuẩn Mỹ này nhá. Lúc đầu ý, tôi mua dùng thử xem thế nào, ông nhà thì khó chịu lắm, cứ bảo là mua linh tinh, về tốn tiền mà sợ ảnh hưởng đến chất lượng thịt của vật nuôi, nhỡ mà cả đàn mấy trăm con này có bị làm sao thì có mà sạt nghiệp. Thế mà cứ mua thử một gói về xem sao. Bắt đầu dùng thử cho ba con nhá, thấy sau 7 ngày nó bung đùi này, nở mông này, rồi là thịt săn chắc rõ rệt, thích lắm. Lúc đó tôi lại mạnh dạn mua thêm dùng cho cả đàn luôn, con nào con đấy lớn nhanh như thổi, nhìn nó sướng cả người luôn. Mà thời gian bán rút ngắn đi được hơn 1 tháng nên giá lợn có giảm thì vẫn còn chút lãi. Mấy hộ chăn nuôi bên cạnh đây này bắt cùng đàn lợn với nhà tôi nhá, thế nhưng mà heo thua xa, có những con nhà tôi còn gấp rưỡi cơ. Bên nhà hàng xóm, lứa đầu tiên nhà tôi nuôi cái bằng cái dòng Godking USA này này thì đã 4 tháng đã xuất bán rồi. Hồi đó hai vợ chồng cũng lo là thời gian ngắn đến này thì liệu chất lượng thịt có bảo đảm hay không, nhưng nghe thương lái phản hồi này, nhà hàng các lò mổ khen tới tấp, thịt thơm, nhiều nạc, săn chắc. Rồi tôi có tìm hiểu thêm chuyên gia phân tích về cái dòng Godking USA này thì sản phẩm có cơ chế là bán hấp thụ là 95% chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Các bác hình dung là trước đây ấy, khi các bác cho vật nuôi ăn ấy thì thức ăn trong thức ăn cũng có nhiều chất dinh dưỡng thật đấy, nhưng mà cơ thể vật nuôi nó chỉ được thế thôi, không hấp thụ được hơn, nó chỉ được 50% thôi. Giống như con người mình cũng vậy đấy, ăn ít này hoặc ăn nhấy mà cũng không hấp thụ được thì vẫn gầy. Còn khi mà vật nuôi dùng cái dòng này ấy, nó có những vitamin, chất dẫn hỗ trợ vật nuôi hấp thu 95% dinh dưỡng, như vậy tránh lãng phí thức ăn mà lại hiệu quả kinh tế, vật nuôi mau lớn. Từ lúc mà tôi tìm hiểu được cái cơ chế này ấy, tôi cực kỳ là an tâm luôn nhé. Sử dụng cái sản phẩm chỉ trung thành với nhãn hàng Godking USA này thôi. Hàng của Tây bao giờ cũng tốt, các bác tìm mua đi. Sản phẩm này của công ty Sút Gôn liên kết với Big Boss các bác ạ.